Vâng, xin chào, chào mừng quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh Gia Dụng Tốt. Trong video này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nội dung trụ trì chùa Ba Vàng nếu tái phạm sẽ bị tẩn xuất. Vậy thì tẩn xuất có nghĩa là gì? Và trong quá khứ thì những vị nào đã bị tẩn xuất? Tu sĩ bị tẩn xuất khi mắc trọng tội. Tẩn xuất đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi tăng đoàn, không còn là thành viên giáo hội. Liên quan đến vụ việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội, ảnh hưởng đến uy tín giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất và tước quyền trụ trì. Về nghĩa của từ tẩn xuất, từ điển Phật học online trên cổng thông tin Phật giáo Việt Nam giải thích, tẩn xuất hay còn gọi là tẩn xuất, có nghĩa là trục xuất khỏi giáo đoàn. Đây là một hình phạt truyền thống của Phật giáo. Theo Thư viện Hoa Sen, thì người bị tẩn xuất không được truyền giới cho người khác, không được làm y chỉ sư, tức là thầy hướng dẫn, không được nhận đồ đệ, không được nhận các vật phẩm cúng dường như là y bát, ngọa cụ, tọa cụ, nước rửa chân. Khái niệm này cũng được nhắc đến tại Điều 71 của Quy chế Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 2022 cho đến 2027. Cụ thể, khoản 1 Điều 71 nêu rõ một hội đồng yết ma sẽ được thành lập để xét xử tăng ni vi phạm giới luật. Tăng ni phạm trọng giới sẽ bị tẩn xuất theo trình tự và thủ tục. Quy chế cũng đưa ra 4 hình thức kỷ luật với tăng ni vi phạm làm tổn thương đến thanh danh, vi phạm hiến chương và các cái quy định của giáo hội. Hình thức nhẹ nhất là phê bình, kiểm điểm trước ban trị sự huyện. Thứ hai là phê bình, kiểm điểm trước ban trị sự tỉnh. Thứ ba là cảnh cáo, thông chi đến toàn tỉnh về tăng ni phạm tội. Hình thức thứ tư nặng nhất là tẩn xuất, khai trừ khỏi giáo hội. Trước đó thì ngày 23 đến ngày 27 tháng 12, 2023, chùa Ba Vàng tổ chức cho các Phật tử và người dân chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa, truyền thông trên các cái trang mạng xã hội. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh giới thiệu đây là xá lợi tóc Đức Phật từ 2.600 năm trước, bảo vật của chùa Parami. Tuy nhiên, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh kết luận Đại Đức Thái Minh đã vi phạm luật tín ngưỡng tôn giáo trong việc đăng ký nội dung chiêm bái, xá lợi tóc Đức Phật và vi phạm về việc mời người nước ngoài tham dự sự kiện mà không thông báo. Sự kiện tổ chức chiêm bái và truyền thông về xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng đã bị dư luận xã hội phê phán, tạo ra nhiều thông tin trái chiều ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của Phật giáo và uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định điều này. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Gia Dụng Tốt. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ hai trong video này, đó là những ai đã bị tẩn xuất khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục xảy ra những sai phạm tương tự sẽ bị tẩn xuất, tước quyền trụ trì. Trước đó thì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng cảnh cáo tẩn xuất nhiều trường hợp mắc trọng tội. Liên quan đến vụ việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải cam kết nếu tiếp tục để xảy ra những sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tẩn xuất và tước quyền trụ trì. Ngày 8 tháng 8 năm 2016, thông tin từ Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã có quyết định kỷ luật và tẩn xuất vĩnh viễn đối với nhà sư pháp danh là Thích Nguyện Đạo vì đã vi phạm giới luật. Quyết định trên do Hòa thượng Thích Thiện Tấn, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị ký. Theo quyết định kỷ luật của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị ngày 1 tháng 8 năm 2016, thì sư Thích Nguyện Đạo đã bị tẩn xuất vĩnh viễn khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị vì vi phạm giới luật vì để phụ nữ ngủ qua đêm trong chùa. Quy định trên cũng yêu cầu sư Thích Nguyện Đạo rời khỏi chùa An Mô
và trả lại chùa cho giáo hội. Ngày 9 tháng 5 2019, thì Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội đã có quyết định về việc tẩn xuất khỏi giáo hội và bãi nhiệm thu hồi quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với ông NTXC, pháp danh là Thích Thái Hà, trụ trì chùa Khánh Hữu, chùa Chổi, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, vì đã vi phạm điều giới thứ nhất là giới dâm, một trong bốn trọng giới của tỳ khiêu do Đức Phật chế, mức độ nghiêm trọng mất giới thể. Ngày 27 tháng 3 2023, thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết vừa quyết định kỷ luật khai trừ tỳ theo Thích Bản Tịnh, thế danh là NDT, và ra khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Nhà tu hành này bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào ngày 20 tháng 3. Ông D bị kỷ luật khai trừ do đã vi phạm giới luật Phật chế và pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của giáo hội. Đồng thời, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu thu hồi pháp thụ tu sĩ, chứng điệp thụ giới, chứng nhận tăng ni và các cái giấy tờ có liên quan đến tư cách tăng ni của ông NDD. Và mới đây nhất là ngày 3 tháng 12 năm 2023, tại chùa Kỳ Sơn, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của huyện Tam Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định kỷ luật tu sĩ Thạch Chanh Dara, chùa Đại Thọ. Tu sĩ Thạch Chanh Dara đã có những cái hành vi vi phạm nghiêm trọng đến giới luật, giáo luật, hiến chương giáo hội Phật giáo nhà nước. Và theo đó thì tu sĩ Thạch Chanh Dara lợi dụng hình ảnh tu sĩ Phật giáo Nam Tông Khmer đã lôi kéo, dẫn dụ một số đối tượng khác để tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm chống phá nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và tôn giáo, chiếm dụng chùa trái phép bằng hình thức ép buộc sư Thạch Sơi giao quyền trụ trì chùa Đại Thọ trực tiếp và tiếp nhận các đối tượng vào sinh hoạt trong chùa trái phép và tự ý xây dựng ngôi giảng đường trái phép để tổ chức các hoạt động bất hợp pháp. Các hoạt động đã diễn biến một thời gian dài và sau nhiều lần vận động, tuyên truyền nhưng tu sĩ Thạch Chanh Dara vẫn không hợp tác và tiếp tục có những cái hoạt động nhằm gây kích động dư luận, chia rẽ dân tộc. Từ tình hình diễn biến phức tạp trên thì Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương, Ban Trị sự và các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các buổi họp để thảo luận và thống nhất việc pháp giải quyết theo tinh thần hiến chương, giới luật và pháp luật để duy trì sự ổn định và uy tín của giáo hội. Căn cứ các sai phạm của tu sĩ Thạch Chanh Dara, chư tôn Đức lãnh đạo Phật giáo Việt Nam Tông Khmer đó là, và tất cả các tu viện Phật giáo Nam Tông Khmer, Ban Trị sự tỉnh và thảo luận lấy ý kiến thống nhất thành lập Hội đồng Yết Ma gồm 20 vị là chư tôn giáo phẩm và chư đại đức trụ trì các tư viện Phật giáo Nam Tông Khmer tại tỉnh Vĩnh Long, cử hành nghi thức Yết Ma theo truyền thống hệ phái Nam Tông để cử tội tu sĩ Thạch Chanh Dara theo luật vào ngày 24 tháng 11 2023. Và kết luận của Hội đồng Yết Ma là tẩn xuất khai trừ khỏi tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Theo Thư viện Hoa Sen thì người bị tẩn xuất không được quyền truyền giới cho người khác, không được làm y chỉ, tức là thầy hướng dẫn, không được nhận đồ đệ, không được nhận các vật phẩm cúng dường như là y bát, ngọa cụ, tọa cụ, nước rửa chân. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Giáo dục Tốt trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại!